là mình sẽ đi thu thập những con quái vật SKP Toilet Trần Nhện các bạn ơi. Không biết hôm nay mình sẽ kết hợp được đội hình như thế nào. Các bạn cùng xem hết video để biết kết quả nha. Rồi bây giờ thì let's go nào. Đi thôi. Đây rồi. Ui, rất là nhiều luôn các bạn ơi. Wow, cộng thêm 5 con quái vật nữa này. Rồi chúng ta sẽ đi qua đây và nhảy qua bẫy. Ngon ngon, lại được một cái chìa khóa nữa. Chỗ này, wow, hiện tại các bạn ơi, mình đã có 13 con quái vật luôn. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp những con quái vật SQD Toilet Trần Nhện này lên để chiến đấu với Cameraman và TV Man các bạn nha. Ok luôn, kết hợp lên. Đấy đấy, nữa nào. Rồi nên đi nào, nên đi nào. Không giống nhau các bạn ơi. Ok ok, ok nào. Ok nào, chúng ta chỉ kết hợp được những con giống nhau mà thôi. Đây rồi, giống nhau. À, đây, giống nhau này các bạn ơi. Ok, tiếp tục là giống nhau. Rồi, đây giống nhau đây. Lên đi nào, lên đi nào. Nhưng con quái vật SQD toay nét của mình. Wow, nào, kết hợp lên. Rồi, để dưới các bạn ơi, chiến đấu nào. Wow, rồi, cố lên nào. Xem bên nào sẽ giành chiến thắng đây các bạn ơi. Bên mình hay bên đối thủ? Yeah, bên mình là bên mình. Tiếp tục các bạn ơi, rồi, wow, chỗ này, đây rồi, một con, wow, nhảy lên các bạn ơi, wow, nhảy tiếp, ui, bẫy cưa này, xong rồi, ghê quá luôn, rồi, chúng ta đã qua rồi các bạn ơi, ui, camera chắn đường ư, nhưng mà không, mình đã tiêu diệt hết, và về đến đích, được 9 con quái vật các bạn ạ, rồi, kết hợp lên, ok, tiếp tục nào, kết hợp lên nào, rồi, đây, 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 kết hợp lên nữa, lửa nào, ok nào, được rồi, let's go nào, sống lên, chiến đấu thôi, ok, ok, nào, mình có chiến thắng không các bạn ơi, có, vẫn chiến thắng dành cho mình, rồi, đi thôi, ui, cầm luôn một phát 5 con quái vật luôn các bạn ạ, ngon, ôi, không các bạn ơi, đập vào bẫy rồi, bị thất bại rồi. Ta đi lại nào. Ok luôn. Đây đây đây. Rồi nước sang đây. Đúng rồi. Nước tiếp sang đây. Qua hết luôn. Qua hết bẫy luôn. Rồi ấy nước sang đây. Ok luôn. Ui, hiện tại thì mình có 14 con quái vật. Ôi các bạn ơi, về đến đích này còn có 2 con thôi. Chúng ta đi vào bẫy các bạn ạ. À, bị tiêu diệt hết, chỉ còn 2 con. Không sao cả, chúng ta sẽ kết hợp lên. Ok luôn. Đấy. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ củng cố thêm ở phía dưới các bạn ạ. À, đấy. Chiến đấu thôi. Xem nào. Bên nào chiến thắng. Không biết bên mình còn chiến thắng không các bạn ơi. Wow, bên kia có cameraman 2 mắt luôn. Nhưng mà cũng không ăn thua. Bên mình có những con quái vật SQP Toilet Trần Nhện. Quá khỏe các bạn ạ. À, đi tiếp thôi nào. Wow, 13 luôn các bạn ơi, cộng 13 con luôn. Ôi thôi bị trừ. Rồi không sao, chúng ta lại cộng 7. Wow, thôi lại phải trừ 3 rồi các bạn ơi. Về đến đích còn có 7 con thôi. Nhưng mà không sao, 7 con còn hơn là không con, đúng không các bạn? Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết hợp vào và đại chiến đấu nào. Đây rồi, bằng giống nhau đây rồi. Rồi củng cố thêm. Ok luôn. Rồi củng cố. Ôi không có con nào giống nhau nữa hết các bạn ơi. Rồi ok, let's go. Bên kia những con quái vật cameraman ư, không thể nào mà chiến thắng được đội hình của mình đâu. Thấy chưa, điên tăng tăng mình đã chiến thắng các bạn ạ. À, yeah. Wow các bạn ơi, ở phía trước kìa có 3 con quái vật SQD Toilet Trần Nhện kìa, đang chờ mình đến để thu thập các bạn ơi. Rồi ok luôn, ok luôn. Ơi tôi các bạn ơi bị đi vào cái bẫy, thế là nó tiêu diệt mất một con rồi. Nhưng mà không sao, hiện tại thì mình còn 8 con các bạn ơi. Thôi bị trừ mất rồi, còn lại thu thập được. Wow, đây đây, cố lên. Wow, 11 con luôn. Ôi, bị trừ mất còn có 8 con, về được đến đích thôi các bạn ạ. À, các bạn ơi, nhìn bên kia kìa, có 4 anh chàng đầu loa và 1 TV man luôn. Bên mình thì rất là nhiều những quái vật SQP Toilet Trần Nhện các bạn ạ. À, rồi chiến đấu xem. Ok luôn, ok luôn. Bên kia chống thế nào được các bạn ơi. Bên mình vẫn chiến thắng. Chúng ta đi tiếp tục thôi. Rồi đây. Ui sao mà nhiều thế các bạn ơi. Rồi wow, thu thập được 6 con quái vật luôn. Rồi nữa sang đây. Ok luôn. Bây giờ thì ấy nữa. Rồi bay qua bẫy nào. Chúng ta đã thoát rồi. Nữa sang đây. Nữa thật là cái ca các bạn ơi. Về để đích được 4 con luôn. Kết hợp lên. Đây. Giống nhau này. Giống nhau thì chúng ta sẽ kết hợp lên. Đây rồi. Ok luôn.
chúng ta sẽ phải có thể đấy, tiếp tục nữa nào. Đây rồi, lên đi, lên lên nào. Đây rồi, đây rồi, lên. Wow, các bạn ơi, nhìn này. Wow, con quái vật SQD Toilet chân nhện hai đầu, quá ghê luôn. Chiến đấu thôi. Sao bên kia lần này đông thế, nhưng mà không ăn thua. Bên mình có ba con chống đỡ được cho mà xem các bạn ơi. Thấy chưa, bên mình khỏe lắm. Thì tiếp tục thôi. Rồi, cộng thêm 5 con quái vật nữa. Cộng tiếp 5 con quái vật nữa các bạn ạ. Hiện tại thì mình đang có 11 con. Ôi thôi, bị va vào bẫy rồi. Lại phải trừ 2 con và chiến đấu với 1 con. Về đến đích, chúng ta còn có 7 con nữa các bạn ạ. Nhưng mà không sao, bên kia có 5 con thôi. Bên mình có rất là nhiều con luôn. Chiến đấu thôi. Bên mình kiểu gì là chiến thắng vì hơn người mà. Thấy chưa, thấy chưa. Đi tiếp thôi, đi tiếp thôi. Ui, 15 con luôn. Wow, cộng thêm 5 con nữa. Thôi, lại bị trừ mất các bạn ơi. Nhưng mà không sao, chúng ta nhanh chóng củng cố được đội hình. Rồi, về đến đích, 9 con luôn. Nhiều không? Rồi, kết hợp lên. Ok luôn, ok luôn. Ui, cái gì các bạn ơi? Được một con quái vật SKPD các bạn ơi. Bắn rocket nhưng mà phải xem quảng cáo. Không, không đấy, không đấy, không đấy. Được rồi, được rồi. Đây, đây, kết hợp vào. Kết hợp những anh em vào. Đấy, đấy, à, giống nhau đây rồi. Giống nhau, giống nhau, giống nhau. Rồi, bên kia các bạn ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anh chàng cameraman. Bên mình 1, 2, 3, 4, 5 con quái vật SQD toe nét chân nhẹ thôi. Nhưng mà không sao, bên mình khỏe lắm. Xem đây, chiến đấu đây. Chiến thắng cho mà xem các bạn ơi. Nào, nào, đừng lo về đội hình của mình. Đội hình của mình khỏe lắm các bạn ạ. Wow, cố lên, cố lên nào. Ơi, không các bạn ơi, bị thất bại rồi. Vừa rồi thì mình đã bị thất bại, bây giờ mình sẽ đi lại các bạn nha. Ok, sẽ cố gắng hơn. Được rồi, bên này. Rồi, đi sang bên này, trừ 5 thôi. Đúng rồi, cộng 3 lên. Rồi, tiêu diệt với 3 anh chàng cameraman kia. Lại trừ 2 nữa. Về đến đích lần này, được 14 con quái vật luôn. Kết hợp lên, ok luôn. Ui, lại xem quảng cáo, không đấy đâu. Ok nào, kết hợp nào. Đây nè, giống nhau ở đây. Đấy, đây, 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 xem nào. Giống nhau này, lên đi nào, lên tiếp nào. Bên này, ok luôn. Đấy nữa. Rồi, chúng ta sẽ phải củng cố thêm những con quái vật SQD Toilet chân nhện ở dưới các bạn ạ. Đấy, rất là nhiều luôn. Rồi, kết hợp lên, 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 lên nào. Đấy nè, thấy giống nhau này, giống nhau này, giống nhau. Mình sẽ kết hợp hết vào. Lên đi nào. Được rồi, mình sẽ củng cố thêm ở trên này các bạn ơi. Đấy, trên nữa, kết hợp lên. Đúng rồi, đúng rồi. Tiếp tục củng cố, tiếp tục củng cố. Kết hợp lên. Đấy, rồi, hết hết những con quái vật chân nhện bồn cầu giống nhau rồi các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ chiến đấu lại xem chiến thắng không các bạn ơi. Nào, cố lên nào. Đúng rồi, đúng rồi. Tiêu diệt đi, tiêu diệt đi. Wow, bên kia cũng khỏe đấy các bạn ạ. Nhưng mà không ăn thua các bạn ơi. Bên mình chiến thắng không. Còn một con thôi, cố lên. Yeah. Ôi, không các bạn ơi. Bên mình không ăn thua các bạn ạ. Bên kia chiến thắng. Ok các bạn, vừa rồi mình đã tiếp tục thu thập những con quái vật SQD Toilet chân nhẹ lên và kết hợp chúng lại để chiến đấu với những anh chàng cameraman và mình liên tiếp giành chiến thắng các bạn ạ. Và video của mình đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp các bạn ở video sau. Bye bye.